Nhân ngày quốc tế hạnh phúc, báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2023 được công bố, đánh dấu tròn một thập kỷ Liên Hợp Quốc thực hiện sáng kiến thúc đẩy hạnh phúc quốc gia. Trong báo cáo lần này, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc, từ vị trí số 77 vào năm ngoái lên vị trí 65. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới là một ấn phẩm của mạng lưới giải pháp phát triển bền vững Liên Hợp Quốc, dựa trên số liệu được thu thập từ người dân tại hơn 150 quốc gia. Các tiêu chí được đánh giá bao gồm GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức về tham nhũng. GDP bình quân đầu người tại Việt Nam năm 2022 đã đạt 4.110 đô la Mỹ, tăng gần 400 đô la Mỹ so với năm 2021. Tuổi thọ trung bình của người dân là 73,6 tuổi, cao hơn mức trung bình trong khu vực Đông Nam Á. Những tiêu chí khác như hỗ trợ xã hội, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức xã hội về tham nhũng của Việt Nam được đánh giá ngày càng tích cực. Mặt khác, Việt Nam được xếp hạng cao về bình đẳng khi mà khoảng cách giữa một nửa dân số cảm thấy hạnh phúc hơn và nửa dân số ít hạnh phúc hơn rất nhỏ. Ở tiêu chí này, Việt Nam là nước châu Á duy nhất lọt vào top 20 thế giới. Về xếp hạng chung, các quốc gia Bắc Âu như Phần Lan, Đan Mạch, Iceland, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy là những nước dẫn đầu. Đưa ra bản báo cáo này, Liên Hợp Quốc kêu gọi cách tiếp cận toàn diện, công bằng và cân bằng hơn đối với tăng trưởng kinh tế nhằm thúc đẩy hạnh phúc và phúc lợi của tất cả mọi người.